Bởi vì chúng ta đã uổng phí quá nhiều thời giờ, quá nhiều sức lực, quá nhiều công sức. Chúng ta làm việc rời rạc, chúng ta làm việc u mê, bởi vì chúng ta hầu hết đã dùng thời giờ của mình, thời giờ quý báu của Thượng Đế ban cho mình, rồi ỷ sức vào chính mình để làm việc chống chọi với bọn quỷ sa tăng, bọn có những túi tham không đáy mà không khéo, trong đó có mỗi chúng ta, túi lớn hoặc túi nhỏ, túi tham không đáy. Chúng ta đã và đang chống chọi với bọn bon chen chụp giật bốc hốt, sọc dưa xỏ lá, cà chớn mất dạy quờ quạng. Cà chớn mất dạy quờ quạng, sọc dưa xỏ lá, ham mê dục vọng vật chất, danh vọng ảo quyền thế gian xảo, có những túi tham không đáy, ghê rợn quá. Chúng ta đã, hầu hết chúng ta không nhiều thì ít, đã và đang dùng quyền năng sức lực của con người chúng ta, đã và đang đương đầu với những thế lực như thế, thế lực bon chen chụp giật bốc hốt quờ quạng sọc dưa xỏ lá cà chớn mất dạy độc tài và lo đong đầy những túi tham không đáy, ghê rợn quá. Để rốt cùng chúng ta chuốc lấy sự thất bại khủng khiếp kinh hoàng ghê rợn kinh tởm đau khổ. Thế thì bây giờ chúng ta hãy thức tỉnh đi, hãy học hỏi cùng Cha Trời Giêsu là đứng dạy đạo đầy đủ nhất và uy linh nhất. Học hỏi cùng Ngài và thực thi theo những điều chỉ dạy của Ngài. Và nhớ học hỏi những cái mới nữa. Có cựu ước, có tân ước, có từng, có giới, có khoa, có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Vì thế đừng kiêu ngạo nha. Có nghĩa rằng là chúng ta cần phải khiêm nhượng và lúc nào cũng mong chờ Thượng Đế ban cho những bài học mới. Bởi vì Thượng Đế lúc nào cũng tiến hóa, không có dậm chân một chỗ. Những cái gì mà tuyệt vời mà Thượng Đế đã dạy, chúng ta hãy giữ đó để tiếp tục đồng hành cùng cuộc cuộc sống tồn tại, cùng càn khôn. Cùng lúc chúng ta cần phải cập nhật, học hỏi những cái mới của Thượng Đế ban cho. Và Ngài dùng những thiên sứ của Ngài, những tiên tri của Ngài, những đứng có những sứ mệnh đặc biệt của Ngài trao phó ban cho để chuyển đến chúng ta, để trao cho chúng ta được hưởng. Thí dụ như hai sấm lệnh mới nhất mà Thượng Đế ban cho, thí dụ như trên dưới 10 phép lạ mà Thượng Đế ban cho nhân loại, và một tiên tri của Ngài, tiên tri sau cùng kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Tiên tri đó đã nhận được và đang phân phát cho đồng bào nhân loại và kêu gọi chúng ta hãy cùng nhau với Ngài để phân phát những hồng ân này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được hưởng. Và vị tiên tri đó là người Việt Nam, là Minh Vương Việt Nam, là vua Việt Nam, là người đang thưa chuyện cùng đồng bào, đang làm việc cùng đồng bào, đang nhắc nhở, đang báo cáo, đang thông báo, đang thông thông cáo, rồi đang cảnh tỉnh đồng bào đây. Chúng ta cần phải nhập cuộc, cần phải nhập cuộc. Đừng có ngủ mê nữa. Có những người nói thôi, tôi đâu cần học những cái mới, Chúa đã dạy hết rồi, Phật dạy hết rồi, ông bà tổ tiên mình dạy hết rồi. Quan niệm như thế là sai, sai hoàn toàn. Quan niệm như thế là các người vô tình hoặc cố ý giới hạn Thượng Đế rồi. Cha Trời Thượng Đế toàn năng lúc nào cũng tiến hóa, không bao giờ dậm chân một chỗ. Điển hình là quả địa cầu lúc nào cũng quay,
qua đi cầu á, lúc nào cũng quay đồng bào biết mà. Mà quay thuận chiều nha, quay thì mình thuận chiều á, qua đi cầu lúc nào cũng quay. Thông thường thì 365 ngày là một năm, qua đi cầu sẽ quay một vòng mặt trời. Cũng như cha trời thượng đế toàn năng sẽ nắn quả địa cầu lại, đồng bào biết chuyện đó không? Đồng bào có biết là cha trời thượng đế toàn năng sẽ nắn quả địa cầu lại không? Để chỉnh đốn quả địa cầu, và nhất là để chỉnh đốn đời sống linh hồn của con người chúng ta trước khi tận thế xảy ra. Cha trời thượng đế toàn năng sẽ nắn quả địa cầu lại, và thời điểm đó sắp xảy ra. Và đồng thời ngày nắng qua đi cầu lại là để cùng lúc để ngăn chặn chiến tranh nguyên tử mà nhân loại đang đối diện và có thể xảy ra bất cứ lúc nào do nhân loại chúng ta gây ra. Bao biết mà chiến tranh nguyên tử bây giờ là nổ là thôi tan bành qua đi cầu này hết. Thậm chí có một thiểu số nhân loại, những kẻ giàu có, độc tài, ích kỷ, kiêu ngạo, họ đã xây những căn nhà dưới lòng đất, dưới chân núi, dưới lòng biển để tránh bom nguyên tử do chính họ âm mưu toan tính gây ra để giết sạch hầu hết nhân loại, và họ chỉ muốn chừa lại thiểu số độc tài, giàu có, ích kỷ trong thành phần nhóm của họ sống mà thôi. Và điều đó đã làm nghịch ý cha trời thượng đế toàn năng. Về thế cha trời thượng đế toàn năng sẽ nắng qua đi cầu lại, và khi ngài nắng qua đi cầu lại thì tất cả hầu hết những cái đó sẽ bị sụp xuống lòng đất, xuống biển luôn, hoặc là bị dưới chân núi mà núi đè chết luôn. Cái nào còn sống sót thì sẽ đối diện với cuộc sống khó khăn, bởi vì lúc đó là cả thế giới náo loạn. Khi ngài nắng qua đi cầu lại, những kẻ giàu có khổ lắm, bị người bản xứ khắp mọi nơi xử tội, và đồng thời họ sống xe xua chảnh quen rồi, bây giờ sống đạm bạc, bình dân, khốn khổ trong khoảng thời gian đó, đối với họ là khó khăn lắm. Chưa kể là họ bị xử tội nữa bởi những người dân bản xứ. Thí dụ như cái bọn cộng sản độc tài hay những kẻ ác này kia là kẻ bị người dân họ xử tội nặng nề. Vì thế, tùy mỗi người chúng ta hãy tìm cách ăn năn sám hối, học hỏi, mau mắn học hỏi cùng cha trời Giê-xu. Van xin Ngài, Ngài sẽ đến với ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta, Ngài sẽ bảo vệ chúng ta, chỉ cách chúng ta sám hối. Và chính Ngài là đứng duy nhất có thể cứu chúng ta, để đem linh hồn chúng ta, đem sự sống chúng ta về sống cùng thế giới thiên loại khi mà thế giới nhân loại chấm dứt. Kính thưa đồng bào thân mến, chúng tôi làm việc bao nhiêu năm nay, đồng bào biết mà, công sức tôi có bao nhiêu, tôi dồn hết vào việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng đang đo lòng mỗi chúng ta. Thực tế là tất cả những gì chúng ta có là do chính Ngài ban cho. Bởi vì Ngài là đứng ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta có sự sống thì chúng ta mới có thể làm việc này, việc kia, việc nọ, rồi dư giả, rồi mới bắt đầu mới đầu cơ tích trữ, hoặc mới là kêu bằng cất giữ này kia, rồi các cái, rồi sinh ra tham lam này kia, rồi các cái. Tưởng mình có nhiều tài sản, càng nhiều là mình quay lắm không? Nhưng mà thật sự, nếu chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta đã bị mắc bẫy của bọn quỷ Satan rồi. Bởi vì bọn quỷ Satan lúc nào nó nói ô mày lo đông đầy những thú thăng phòng đấy đi rồi hưởng sao, hoặc là cùng lúc cùng hưởng. Tại sao mà tướng nhà trời thánh giống phụ động thiên vương á, xung thiên thần vương nhá, ngài cũng nhiều danh lắm à. Khi mà dẹp giặc xong rồi đó, đuổi cái bọn quỷ dữ ra khỏi bờ cõi rồi đó, Ngài kéo quân về đến chân núi Sóc Sơn phải không? Rồi Ngài cởi áo giáp ra, rồi Ngài phi ngựa lên núi. Ừ?
tức là lên đi lên núi, nó phi ngựa núi như bay đi lên núi rồi rồi cả như là biến luôn. Đồng bào có biết cái ý nghĩa là gì không? Mà sự việc đó là có thật. Bởi vì cái việc làm của Ngài, trời chọn, cha trời chọn để dẹp giặc, để cứu dân, cứu nước. Làm xong rồi là xong chuyện. Trở về sống bình thường, sống ẩn dật, làm người dân thôi. Chứ đâu có rảnh đâu rồi về với gặp vua rồi triều đình dân chúng này kia rồi 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 nào là phải 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 bằng phải giải quyết, phải điêu với cái sự cạnh tranh rồi ganh tị này kia rồi các cái. Những người làm việc vĩ đại họ đâu có ham danh của người đời trao tặng cho nhau, hay là những cái của cải kêu bằng vật chất kêu bằng đâu cần mấy đó. Người ta sống là hòa mình cùng càn khôn, làm xong việc rồi, trọng trách xong rồi, cứu dân cứu nước, tức là đánh tan giặc xong rồi, đánh tan bọn quỷ dữ xong rồi, thì người ta nghỉ ngơi sống khỏe. Tại sao lại phải về rồi, lúc đó là làm sao? Về đương nhiên là dân chúng là sẽ quý mến, sẽ ca tụng này kia rồi, cái là mà làm cho nhà vua phải phải lép vế rồi phải buồn rồi buồn buồn khổ rồi đi đến chỗ gì khi rồi cạnh tranh rồi lại sinh ra chiến tranh nữa đó. Bởi vì khi mà đánh giặc xong rồi là người ta khiêm nhượng trở về sống đời sống bình dân, mà lại hòa mình và tồn tại thanh thản du ngoạn cùng càn khôn. Đồng bào nhớ giống như là cái việc làm của những anh hùng chiến sĩ á, Trận Vong, đồng bào biết không? Anh hùng chiến sĩ Trận Vong đặc biệt lắm. Đồng bào có học hỏi được gì hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong? Chẳng đây tôi giải thích cho đồng bào nghe. Giải thích cái phần hiểu biết của tôi thôi, chứ tôi đâu có kêu bằng nắm kêu bằng hết cái sự mà hiểu biết về anh hùng chiến sĩ Trận Vong. Ví dụ đồng bào để ý nè. Đây là đồng bào để ý nè. Đây là hình ảnh gì? Hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong. Đồng bào có học hỏi được gì không? Đây là anh hùng chiến sĩ Trận Vong. Tại sao những anh hùng này sau khi hy sinh rồi và bây giờ họ được hiện ra trên mây như thế này? Họ đã hy sinh rồi. Và giờ đây Thượng Đế đã cho họ hiện ra trên mây để làm việc tiếp tục, làm việc vĩ đại đó. Cảnh báo nhân loại và đồng thời đồng hành cùng chúng ta để đuổi bọn quỷ dữ ra khỏi quả địa cầu, nhất là ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy. Những đồng chiến sĩ đó, đây là những người chết trẻ không à, ở khắp các mặt trận nha. Những đồng chiến sĩ tiền phương này nè, họ không có chọn lựa, có giặc thì họ phải ra trận. Mà thỉnh thoảng đó, cái mặt trận đó, thì có hai phía thì mới có mặt trận. Một phía thì có chính nghĩa, còn phía bên kia đó được lãnh đạo bởi những thằng ngu xuẩn ác độc. Nhưng mà những người chiến sĩ họ không có chọn lựa, họ bắt buộc phải ra trận, khổ vậy chứ. Rồi họ hy sinh. Sau khi hy sinh thì chuyện gì xảy ra? Họ được Thượng Đế toàn năng đem về chỗ nghỉ ngơi, tập hợp lại hết. Tại vì họ đã đóng những cái vai đặc biệt để cho nhân loại nhìn vào để mà học hỏi sự hy sinh của những anh hùng chiến sĩ, sự hy sinh bởi chiến tranh gây ra, sự hy sinh đau khổ đổ nát tan vỡ để cho nhân loại học hỏi để mà tránh chiến tranh. Đó, việc làm của họ ý nghĩa như vậy. Rồi đồng bào đi coi, thường thường những anh hùng chiến sĩ á, đứng đây mình đừng nói phan nói chuyện quan tướng ở đây, chiến sĩ đa số những người hy sinh ngoài mặt trận đa số là chiến sĩ chết nhiều nhất, trẻ không à, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, từ 17 cho đến 22 tuổi, hầu hết những người chiến sĩ chết ở ngoài trận lạc á, trên khắp các mặt trận trên mọi địa cầu là những người trẻ.
họ đóng những cái vai mà đặc biệt như vậy đó. Đồng nào đi đi. Mấy cái thằng làm cái thằng khi mà nó lên thời chiến tranh á, khi mà một người mà sĩ quan mà lên tới tướng á, là dưới tay họ là có hàng bao nhiêu ngàn chiến sĩ đã hy sinh. Thì mấy cái tay kia nó mới lên được tới tướng chứ. Tướng mà càng cao, chức càng cao bao nhiêu, thí dụ như trung tướng, đại tướng này cái thì chiến sĩ nhiều người chết lắm, hy sinh. Nhưng mà cái việc hy sinh của họ nó ý nghĩa lắm. Và thực sự ra thì vui mừng được cái là có những chiến sĩ họ hy sinh ở cái phía mặt trận mà tốt á, tức là chính nghĩa đó, thì thật là phải nói là vui mừng cho những người đó. Họ hy sinh nhưng mà họ hy sinh vì chính nghĩa, nghe không? Thế thì những người chiến sĩ mà phải nói là thành phần giống như là vô danh á, kiểu như là ở phía mặt trận mà kêu bằng do sự chỉ huy của những kẻ ác, thí dụ như đám thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, hay là cái đám lính của kêu bằng Thành Cát Tư Hãn, hay là của Hốt Tất Liệt thời kêu bằng thế kỷ 13 đi qua xâm chiếm nước Việt, cũng như là đã xâm chiếm thế giới rồi đó. Thì thường đó là hầu hết những cái chiến sĩ mà bị giết đó là thật sự là họ những người bắt buộc phải đi ra trận đó, bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con đi ra trận. Tại khi mà cái thằng Mông Cổ nó chiếm rồi thì nó bắt phải những cái nước mà chư hầu là phải cung phụng kêu bằng lương thực, thực phẩm với quân đội tinh nhuệ của những quốc gia đó mà nó đã chiếm được. Đó, thì thường thường là những người trẻ không à, ra tình nguyện phải bắt buộc phải đi mà, rồi chết. Và họ là những người đóng cái vai mà đi xâm chiếm đất nước người khác bởi sự chỉ huy của thằng Hốt Tất Liệt. Nhưng mà sau khi chết đó, thì Thượng Đế cũng cứu được, đem những người đó đi hết á. Tại vì bằng bà nhớ là cuộc đời là một vở kịch, mỗi người đóng một vai, mình phải cố gắng đóng cái vai của mình cho nó trọn vẹn. Mà may mắn cho những người đóng những cái vai thiện lành, nghe chưa? Bởi vì trên cuộc đời này có những người đưa đẩy, không? Càng khôn mà họ đóng những vai ác. Đồng bào có biết đó, những người đóng vai ác có những cái lúc mà họ ngồi họ suy nghĩ đó, họ đau khổ lắm chứ không phải là chuyện vừa đâu. Trong một cái vở kịch, cuộc đời là một vở kịch, thật sự không có ai muốn đóng cái vai ác hết á. Kêu là vai kép độc đó. Cấp độc ở nhà nó cấp độc. Đồng bào coi vở kịch không? Hay là một cái phim á, cái thằng đóng vai ác á, cái kẻ cái đứa nào mà người nào đóng vai ác á, nó phải đóng ác thật ác thì nó mới hay. Rồi áp dụng vào thực tế cuộc đời, có những kẻ thật là ác. Nó quá ác đi. Rồi ngược lại có những kẻ đóng vai quá hiền. Đó, có những cái vai đó. Từ thời gian đến thời gian có những cái vai như vậy để cho con người thức tỉnh, nhắc nhở. Ồ đây nè, cái chuyện này tốt, cái chuyện này xấu rồi. Nghe không? Đó, chúng ta cũng đừng quên rằng ông trời, ông không bao giờ để chúng ta làm cái việc gì quá sức đâu. Có bao giờ mà quý vị làm cha làm mẹ, chúng ta làm cha làm mẹ, không già còn già, làm cha còn mẹ, có bao giờ quý vị để cho bắt con mình nó vác cái bao gạo nặng quá sức đó không? Thường thường là không, chắc chắn là không, đúng không? Có bao giờ mà chúng ta lại con mình đói bụng mình thay vì cho nó chén cơm mình lại cho nó chén đá hay là chén rắn độc? Không bao giờ. Cha trời Thượng Đế toàn năng hành xử tinh vi hơn chúng ta hành xử đối với con cái của mình. Ngài luôn luôn lúc nào cũng ban cho chúng ta những gì mà ngon nhất, tuyệt vời nhất. Vì thế chúng ta cần phải ở cùng Ngài, ở gần Ngài, thì Ngài chúng ta mới hưởng được. Phải vâng lời Ngài.
Còn nếu mà chúng ta bướng bỉnh mà xa ngài thì đương nhiên chúng ta ráng chịu chứ sao, càng không là lớn quá. Có những đứa con ngỗ nghịch đó, tôi sống tự ý của tôi, làm tự ý của tôi. Mày hỏi với mày không chưa có kinh nghiệm nhiều không, rồi mày hóng hết thì mày ra đời mày gặp thì mày sẽ gặp những bài học đau thương, ráng chịu thôi. Cái khổ của người mình đó là hay như bằng muốn làm những cái gì theo cái ý riêng của mình, tưởng mình là một trời một vực á, cũng là cao siêu lắm. Rồi sinh ra ngạo mạn, rồi coi thường những cái gì mà của thế giới thiên loại, hiểu không? Đó. Bằng chứng trước mắt nhiều khi chúng ta thấy đời sống hàng ngày có nhiều việc làm khác nhau. Có nhiều người nói không biết việc làm của người kia, không có kinh nghiệm về việc làm của người khác. Mà khi nói đến thì nói, ui, tôi làm việc đó tốt hơn đó làm. Tôi làm mới là số 1. Trong cái đó có việc của người ta, chuyên môn của người ta. Mình không phải là làm về cái việc đó, mà mình lại ngạo mạn, ui, tôi làm hơn đó, cái việc đó. Có người mình nó có những cái dở vậy đó. Hiểu không? Tiếng Việt mà nói là bố láo bố liếu á. Việc vương đạo đứng lên cùng nhau đứng, đồng lòng thương tổ quốc của cha trời. Tay nắm tay ta xây dựng ngày mai. Trong thương yêu cùng nhau ta chung sống, cùng thái hòa trên khắp nẻo năm châu. Càng khôn thì càng mang đậm với lĩnh cá tùy. Ngày mai chúng ta chuyện nay, cha trời thượng đế còn đang trao tặng cho anh ta con và ngài. Nữa tôi đọc lại: việc vương đạo đứng lên nhau đứng, ông thương tổ quốc của cha trời ban cho. Tại chúng ta cùng nhau xây dựng ngày mai. Trong thương yêu chúng ta cùng nhau chung sống, hoàn khắp hẻo năm châu, càng khôn khắp nơi ca vang vương đạo. Vâng lệnh cha trời, ngày mai ta xây dựng. Tương lai này trời trong có ái của cha trời, và chúng ta được hưởng những gì của cha trời tưởng còn có. Thế chúng ta vâng lệnh cha trời để chúng ta người trai người mẹ nào cũng được ăn, còn ngỗ nghịch uống sữa khi một đại đứng đầu bài chưa lát bon chen chụp giật bốc hốt, hay dục vọng vật chất danh vọng ảo quyền thế gian xảo, rồi sát hại đồng loại, giết người này giết người kia, phá phách càn khôn, vân vân và vân vân, những việc làm ác độc, thì chắc chắn những đứa con đó sẽ bị trừng trị khi mà cha trời thượng đế toàn năng quyết định trừng trị. Đồng bào có để ý không? Tại sao mà Đức Thánh tại sao mà tướng nhà trời thánh giống Phụ Rỗng Thiên Vương á, Xung Thiên Thần Vương chứ? Ngài cũng nhiều danh lắm à. Khi mà dẹp giặc xong rồi đó, đuổi cái bọn quỷ dữ ra khỏi bờ cõi rồi đó, ngài kéo quân về đến chân núi Sóc Sơn phải không? Rồi ngài cởi áo giáp ra, rồi ngài phi ngựa lên núi. Tức là lên, đi lên núi, nó phi ngựa lên núi như bay đi lên núi, rồi kể như là biến luôn. Đồng bào có biết cái ý nghĩa là gì không? Mà sự việc đó là có thật. Bởi vì cái việc làm của ngài trời chọn, cha trời chọn để dẹp giặc, để cứu dân cứu nước, làm xong rồi là xong chuyện, trở về sống bình thường, sống ẩn dật làm người dân thôi, chứ đâu có rảnh đâu rồi về với gặp vua rồi triều đình dân chúng này kia rồi nào là phải giải quyết, phải điêu với cái sự cạnh tranh rồi ganh tị này kia rồi các cái. Những người làm việc vĩ đại họ đâu có ham
danh của người đời trao tặng cho nhau, hay là những cái của cải kêu bằng vật chất kêu bằng đâu cần mấy đó. Người ta sống là hòa mình cùng càng khôn, làm xong việc rồi, trọng trách xong rồi, cứu dân cứu nước, tức là đánh tan giặc xong rồi, đánh tan bọn quỷ dữ xong rồi, thì người ta nghỉ ngơi sống khỏe. Tại sao rồi phải về rồi, lúc đó là sao? Về đương nhiên là dân chúng là sẽ quý mến, sẽ ca tụng này kia rồi, cái là mà làm cho nhà vua phải lép vế rồi, phải buồn rồi, buồn khổ rồi, đi đến chỗ gì khi rồi là cạnh tranh rồi, rồi lại sinh ra chiến tranh nữa. Bởi vì khi mà đánh giặc xong rồi là người ta khiêm nhượng, trở về sống đời sống bình dân, mà lại hòa mình và tồn tại thanh thản, du ngoạn cùng càn khôn. Đồng bào nhớ giống như là cái việc làm của những anh hùng chiến sĩ trận vong, đồng bào biết không? Anh hùng chiến sĩ trận vong đặc biệt lắm. Đồng bào có học hỏi được gì hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong? Chẳng đây tôi giải thích cho đồng bào nghe. Giải thích cái phần hiểu biết của tôi thôi, chứ tôi đâu có kêu bằng nắm kêu bằng hết cái sự mà hiểu biết về anh hùng chiến sĩ trận vong. Ví dụ đồng bào để ý nè, đây là đồng bào để ý nè, đây là hình ảnh gì? Hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong. Đồng bào có học hỏi được gì không? Đây là anh hùng chiến sĩ trận vong. Tại sao những anh hùng này sau khi hy sinh rồi và bây giờ họ được hiện ra trên mây như thế này? Họ đã hy sinh rồi và giờ đây Thượng Đế đã cho họ hiện ra trên mây để làm việc tiếp tục, làm việc vĩ đại đó, cảnh báo nhân loại và đồng thời đồng hành cùng chúng ta để đuổi bọn quỷ dữ ra khỏi quả địa cầu, nhất là ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy, những đồng chiến sĩ đó, đây là những người chết trẻ không à, ở khắp các mặt trận nha. Những đồng chiến sĩ tiền phương này nè, họ không có chọn lựa, có giặc thì họ phải ra trận. Mà thỉnh thoảng đó, cái mặt trận đó, thì có hai phía thì mới có mặt trận. Một phía thì có chính nghĩa, còn phía bên kia đó được lãnh đạo bởi những thằng ngu xuẩn ác độc. Nhưng mà những người chiến sĩ họ không có chọn lựa, họ bắt buộc phải ra trận, khổ vậy chứ. Rồi họ hy sinh. Rồi sau khi hy sinh thì chuyện gì xảy ra? Họ được Thượng Đế toàn năng đem về chỗ nghỉ ngơi, tập hợp lại hết. Tại vì họ đã đóng những cái vai đặc biệt để cho nhân loại nhìn vào để mà học hỏi sự hy sinh của những anh hùng chiến sĩ, sự hy sinh bởi chiến tranh gây ra, sự hy sinh, đau khổ, đổ nát, tan vỡ để cho nhân loại học hỏi, để mà tránh chiến tranh. Đó, việc làm của họ ý nghĩa như vậy. Rồi đồng bào đi coi thường thường những anh hùng chiến sĩ á, đứng đây mình đừng nói phan nói chuyện quan tướng ở đây, chiến sĩ đa số những người hy sinh ngoài mặt trận đa số là chiến sĩ, chết nhiều nhất, trẻ không à, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, từ 17 cho đến 22 tuổi, hầu hết những người chiến sĩ chết ở ngoài trận ngạc á, trên khắp các mặt trận trên mọi địa cầu là những người trẻ. Họ đóng những cái vai kia bằng đặc biệt như vậy đó. Đồng bào đi đi. Mấy cái thằng làm cái thằng khi mà nó lên thời chiến tranh á, khi mà một người mà sĩ quan mà lên tới tướng á, là dưới tay họ là có hàng bao nhiêu ngàn chiến sĩ đã hy sinh. Thì mấy cái tay kia nó mới lên được tới tướng chứ. Tướng mà càng cao, chức càng cao bao nhiêu, thí dụ như trung tướng, đại tướng này kia, cái chiến sĩ nhiều người chết lắm, hy sinh. Nhưng mà cái việc hy sinh của họ nó ý nghĩa lắm. Và thực sự ra thì vui mừng được cái là có những chiến sĩ họ hy sinh
ở cái phía mặt trận mà tốt á, tức là chính nghĩa đó, thì thật là phải nói là vui mừng cho những người đó. Họ hy sinh nhưng mà họ hy sinh vì chính nghĩa, nghe không? Thế thì những người chiến sĩ mà phải nói là thành phần giống như là vô danh đó, kiểu như là ở phía mặt trận mà kêu bằng do sự chỉ huy của những kẻ ác, thí dụ như đám thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, hay là cái đám mà lính của kêu bằng Thành Cát Tư Hãn, hay là của Hốt Tất Liệt thời kêu bằng thế kỷ 13 đi qua xâm chiếm nước Việt, cũng như là đã xâm chiếm thế giới rồi đó. Thì thường đó là hầu hết những cái chiến sĩ mà bị giết đó là thật sự là họ những người bắt buộc phải đi ra trận đó, bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con đi ra trận. Tại khi mà cái thằng Mông Cổ nó chiếm rồi thì nó bắt phải những cái nước mà chư hầu là phải cung phụng kêu bằng lương thực, thực phẩm với quân đội tinh nhuệ của những quốc gia đó mà nó đã chiếm được. Đó thì thường thường là những người trẻ không à, ra tình nguyện phải bắt buộc phải đi mà, rồi chết. Và họ là những người đóng cái vai mà đi xâm chiếm đất nước người khác bởi sự chỉ huy của thằng Hốt Tất Liệt. Nhưng mà sau khi chết đó, thì Thượng Đế cũng cứu được, đem những người đó đi hết á. Tại vì bằng bà nhớ là cuộc đời là một vở kịch, mỗi người đóng một vai, mình phải cố gắng đóng cái vai của mình cho nó trọn vẹn. Mà may mắn cho những người đóng những cái vai thiện lành, nghe chưa? Bởi vì trên cuộc đời này có những người đưa đẩy, không? Càng khôn mà họ đóng những vai ác. Đồng bào có biết đó, những người đóng vai ác có những cái lúc mà họ ngồi họ suy nghĩ đó, họ đau khổ lắm chứ không phải là chuyện vừa đâu. Trong một cái vở kịch, cuộc đời là một vở kịch, thật sự không có ai muốn đóng cái vai ác hết á. Kêu là vai kép độc đó. Cấp độc ở nhà nó cấp độc. Đồng bào coi vở kịch không? Hay là một cái phim á, cái thằng đóng vai ác á, cái kẻ cái đứa nào mà người nào đóng vai ác á, nó phải đóng ác thật ác thì nó mới hay. Rồi áp dụng vào thực tế cuộc đời, có những kẻ thật là ác, nó quá ác đi. Rồi ngược lại có những kẻ đóng vai quá hiền. Đó, có những cái vai đó. Từ thời gian đến thời gian có những cái vai như vậy để cho con người thức tỉnh, nhắc nhở. Ồ đây nè, cái chuyện này tốt, cái chuyện này xấu nè. Nghe không? Đó, chúng ta cũng đừng quên rằng ông trời, ông không bao giờ để chúng ta làm cái việc gì quá sức đâu. Có bao giờ mà quý vị làm cha làm mẹ, chúng ta làm cha làm mẹ, con già con già, làm cha còn mẹ, có bao giờ quý vị để cho bắt con mình nó vác cái bao gạo nặng quá sức đó không? Thường thường là không, chắc chắn là không, đúng không? Có bao giờ mà chúng ta lại con mình đói bụng, mình thay vì cho nó chén cơm mình lại cho nó chén đá hay là chén rắn độc? Không bao giờ. Cha trời Thượng Đế toàn năng hành xử tinh vi hơn chúng ta hành xử đối với con cái của mình. Ngài luôn luôn lúc nào cũng ban cho chúng ta những gì mà ngon nhất, tuyệt vời nhất. Vì thế chúng ta cần phải ở cùng Ngài, ở gần Ngài, thì Ngài chúng ta mới hưởng được. Phải vâng lời Ngài. Còn nếu mà chúng ta bướng bỉnh mà xa Ngài thì đương nhiên chúng ta ráng chịu chứ sao, giờ càng không là lớn quá. Có những đứa con ngỗ nghịch, tôi sống tự ý của tôi, làm tự ý của tôi. Mày hẳn với mày thì mày mày không chưa có kinh nghiệm nhiều không, rồi mày hóng hết thì mày ra đời mày gặp, thì mày sẽ gặp những bài học đau thương, ráng chịu thôi. Cái khổ của người mình á là hay như bằng muốn làm những gì theo cái ý riêng của mình, tưởng mình là một trời một vực á, đúng là cao siêu lắm. Rồi sinh ra ngạo mạn, rồi coi thường những cái gì mà của thế giới thiên loại, hiểu không? Đó. Bằng chứng trước mắt nhiều khi chúng ta thấy đời sống hàng ngày có nhiều việc làm khác nhau, có nhiều người nói
không biết việc làm của người kia, không có kinh nghiệm về việc làm của người khác, mà khi nói đến thì nó ui tôi làm việc đó tốt hơn đó, làm tôi làm mới là số một nữa. Trong cái đó cái việc của người ta, chuyên môn của người ta, mình không phải là làm về về cái việc đó mà mình lại ngạo mạn ui tôi làm hơn đó cái việc đó, có người mình nó có những cái dở vậy đó, hiểu không? Cái việc mà nói là bố láo bố liếu á. Ở đây nhắc nhở đến cái tinh thần mà đoàn kết của người Việt Nam mình bây giờ còn dở lắm. Tại vì nhiều năm bị trị quá nên ra khủng hoảng, không ai không nghe ai đó. Mấy trăm năm nay đó bị kêu bằng đóng cái vai nạn nhân chiến tranh đó. Thành ra bây giờ tan nát hết rồi, không ai tin ai đó. Ai cũng muốn làm lý riêng mình đó. Bố láo bố liếu thì nhiều, bà xàm bà láp bép xét thì nhiều thôi. Bây giờ là như vậy đó, cách đấu tranh của chúng ta như thế. Bởi vậy cái phút sau cùng này cha trời mới ban cho hai sấm lệnh quan trọng nhất, rồi những phép lạ vĩ đại nhất. Thế thì chúng ta quá may mắn mà giờ đây chúng ta còn chưa chịu học hỏi để mà áp dụng để làm việc cứu dân cứu nước và làm việc vĩ đại của Thượng Đế ban cho, thì sau này chúng ta mẹ đừng có trách móc gì hết. Đứa nào, thằng nào, con nào mà khinh thường việc làm hội đồng cứu nguy Việt Nam và nhân loại thì kể như những đứa đó sau này là nghiến răng thì đã muộn rồi. Bởi vì những đứa đó sau này sẽ bị nhốt chung với nhau mẹ hàng ngàn năm trước khi được đem ra xử xử coi sắp chúng bay thuộc cái lớp lan lớp nào. Mẹ lơ mơ bị bắt đầu thai lại làm súc vật ở cùng một cái thế giới nào khác nữa, thì lại khổ nữa. Cái chuyện đó thật sự là mình không biết, nhưng mà tôi chỉ biết một điều là thế giới nhân loại sẽ chấm dứt, có nghĩa là ngày tận thế đó sẽ có một cái sự tuyển chọn sàng lọc để cho lên lớp. Những ai mà được lên lớp thì sẽ được về sống cùng thế giới thiên loại tuyệt vời vô cùng, tràn đầy sự hiểu biết, bình an, thanh thản, nhẹ nhàng, tuyệt vời lắm. Còn những người nào mà không lên lớp được á, thì sẽ ở chung với nhau. Những người mà thờ ơ, vô trách nhiệm, hung dữ, ác độc, bon chen, chụp giật, bốc hốt, kiêu ngạo, lười biếng rồi cái đó, ở chung với nhau. Lâu lắm, có thể bao nhiêu ngàn năm không chừng không biết. Và thậm chí có thể bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt chung với bọn quỷ sa tăng. Bởi vì những hình ảnh này mới hiện ra. Thượng Đế cho tôi thấy rõ luôn nè. Trong giấc ngủ rồi hiện ra trên mây nữa. Lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nè. Rồi mặt mày biến thành mặt quỷ sa tăng ghê lắm. Trước khi được xét xử, tôi không biết ngài sẽ xử như thế nào đối với những người mà thờ ơ vô trách nhiệm đó, như mà khinh thường những sấm lệnh mới của Thượng Đế cũng như là những cái bài học mới của Thượng Đế ban cho. Tôi biết là sau này những người đó họ hối hận, họ đau buồn, họ kinh hoàng khốc liệt, họ chán ngán, họ chán lắm, bởi vì bị nhốt chung với những người thờ ơ vô trách nhiệm, kêu bằng bon chen chụp giật bốc hốt, độc tài ích kỷ kiêu ngạo, lo đong đầy những túi tham không đáy. Ui, họ bị nhốt chung với nhau khổ lắm. Trước khi mà được phán xét rồi có thể bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng, bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt, ghê quá. Tôi không muốn nhắc nhớ đến chuyện đó. Bởi vì tôi phải lải nhải tôi nói hoài mệt quá, tôi giờ mệt rồi không muốn nói nữa. Thì đó đồng bào tập hợp đi, tập hợp. Thì tôi thì bây giờ tôi thì đó ngày nào tôi cũng cầu nguyện, tôi cầu nguyện nhiều lắm. Rồi bữa nào tôi có thời giờ, có dịp tôi đi, Thượng Đế cho tôi đi xuống Bô Gia, ghé thăm chỗ đền thờ Đức Thánh Trần cầu nguyện tại nơi đó. Tôi hy vọng là mỗi ngày tôi ghé ở tại nơi đó khoảng chừng khi nào có dịp thì ghé chứ. Khi nửa tiếng đồng hồ hoặc là 10 phút cũng được. Còn cầu nguyện thì ở đâu cầu nguyện cũng được mà. Nhưng mà nếu mà hẹn địa điểm cầu nguyện để làm cái bằng nhịp nhàng lớn chuyện tập hợp thì cái nơi mà chỗ tượng Đức Thánh Trần á, tập hợp ở đó đi. Thì mong ông Phan Kỳ Nhân là hội trưởng hội đền thờ Đức Thánh Trần á, tôi dùng chữ hội hội trưởng nghe nó dễ thương. Chủ tịch thì mẹ mấy chủ tịch, đa số mấy chủ tịch mấy thằng trước sau bị cộng sản nó mua hết, quỷ sa tăng nó bắt hết. Thì anh Phan Kỳ Nhân, anh dễ thương lắm. Và tôi sẵn đây tôi nhắc nhở cho anh Phan Kỳ Nhân luôn nè.
Cách đây gần 2 năm tôi có ghé tại đền thờ Đức Thánh Trần, tôi có quay video đó, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đó, và anh hùng chiến sĩ đó. Tức là lúc đó là Đức Thánh Trần Đạo và anh hùng chiến sĩ Trần Vong. Có nhờ tôi đến đó đưa cái hình ảnh này, hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trần Vong và hình ảnh Đức Thánh Trần, tôi có trao cho ông và nhắc nhở nó là Đức Thánh Trần và anh hùng chiến sĩ Trần Vong, yêu cầu để hình của ngài và hình anh hùng chiến sĩ Trần Vong tại đền thờ Đức Thánh Trần. Ngày hôm đó là có mấy người có mặt ở đó mà tôi có quay video, tôi còn giữ đây nè, mà không biết tại sao đến giờ phút này chưa thấy đền thờ Đức Thánh Trần để hình Đức Thánh Trần Đạo đó, và hình anh hùng chiến sĩ Trần Vong đó. Thành ra ngày hôm nay là giờ linh đó, ngài đã nhắc nhở nữa nè, các anh các ông cần phải để hình ảnh Đức Thánh Trần và hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trần Vân ở tại nơi đó 24 trên 24, để cho đồng bào đến chiêm ngưỡng và học hỏi, chiêm chiêm nghiệm và học hỏi về hình ảnh Đức Thánh Trần và hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trần Vân, đồng đội của ngài, ok, bằng hữu của ngài, hàng triệu triệu sinh linh tề tụ lại, kết hợp lại hiện hành một hình ảnh đặc biệt như thế này. Trong đây là có hình rồng trong đây nữa. Đó, bây giờ anh phải, tôi phải 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 tôi đã email hình ảnh qua cho anh, và tôi đã đưa ngay cả tôi đưa cho anh hình ảnh mà hình lớn, hình 17, 11, hình Đức Thánh Trần Đạo và hình anh hùng chiến sĩ Trần Vong. Đó, bây giờ mình cần để cái hình lớn hơn nữa thì càng tốt, hình 20, 30 đó, hình lớn. Ví dụ như mấy hình lớn này nè, hình mặt Đức Thánh Trần và hình anh hùng chiến sĩ Trần Vong để ngay chỗ tượng đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, để bên trong đó, để cho đồng bào tới chiêm nghiệm để mà học hỏi, rồi tập hợp tại nơi đó thường xuyên đó, ngày thường thì nó cầu nguyện đó, ai có giờ nào thì tiện thì tới đó, còn cuối tuần đó chọn một ngày hay là cái ngày nào đặc biệt đó, tập hợp cho đông đủ. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ là phải tập hợp ở đó, tại vì cái thời điểm mà đất nước mình đang lâm nguy như thế này thì chúng ta phải làm việc không ngừng nghỉ. Có nghĩa là quân đội mình, quân đội Việt Nam Cộng Hòa hả, chúng ta có nào có hải quân nè, lục quân mà đó, để chia ra lục quân mà tuần lễ có 7 ngày phải không, chia ra có ngày một ngày tập hợp tất cả, còn ngày là chia ra, thí dụ binh chủng này thì cái ngày thứ hai, binh chủng kia ngày thứ ba tập ra rồi đó, phải có cái chuyện mà tổ chức cầu nguyện không, đó là mỗi ngày phải có tổ chức cầu nguyện đó. Đó, giờ chính là giờ nào, 9 giờ sáng hay là 2 giờ trưa đó, còn những giờ phụ là 6 giờ sáng, 9 giờ sáng, 3 giờ chiều, như đại khái như vậy đó, mình phải chọn cái giờ rồi phải làm việc liên lỉ như vậy, rồi chuyển điển về Việt Nam, ở Việt Nam cũng làm như vậy, tôi bảo đảm cho đồng bào trong vòng 2 tháng à, cộng sản tạo cộng đầu hàng thì cộng sản Việt Nam là kể như quỳ lại xin đồng bào tha tội cho mình. Mà đồng bào mình thì, nhưng mà phải nói là người Việt Nam mình đó là thuần túy về đạo đức lắm. Thật sự nếu mà kẻ nào ăn năn sám hối thì sẽ tha hết. Không thì chúng ta hãy làm đi, đừng có chờ nữa. Chứ để đồng bào để tôi làm việc bấy lâu nay mà kêu bằng cô đơn rồi chịu đựng như thế này thì thật sự đồng bào hải ngoại mình thật thật sự là vô ý, vô ý thức. Nhất là đồng bào tại Cali, ở On County. Những phép lạ, 10 phép lạ hiện ra tại On County. Hai sấm lệnh tôi nhận được cũng tại Cali. Tôi thông báo như bằng bao nhiêu năm nay, tốn biết bao nhiêu tiền của. Đến lúc mà tôi kiệt sức luôn. Đó, nhờ của Thượng Đế như bằng bổ sức, che chở, bảo vệ khỏi quỷ Sa Tăng. Cái bọn Tàu Cộng Việt Cộng nó âm mưu, nó ám hại tôi, rồi nó ngay cả mưu sát tôi nữa. Ôi thì đủ thứ chuyện rồi, bọn kỳ thị chủng tộc nó cũng phá phách mình nữa, đủ thứ chuyện. Nhưng mà Thượng Đế thì bảo vệ tôi toàn thời gian, thành ra rốt cuộc thì tôi bình an. Và những kẻ đó thì lần lượt bị gục ngã, nếu mà chúng nó không thật sự ăn năn sám hối thì ráng chịu tôi. Đó, rồi
đồng bào nhớ chuyện của một tờ báo tên gì, cái Việt gì đó, Việt Quýt gì đó, Việt gì đó, đồng bào biểu tình bằng muốn giải tán tờ báo đó, biểu tình cả chục năm, bao nhiêu hội đồng đoàn thể tập hợp lại biểu tình, nhưng mà tụi nó không tan rã. Nhưng mà khi mà chúng nó đụng tới Hội đồng Công viên Việt Nam, đồng bào nhớ không? Năm 2009, 2010 đó, tôi tuyên bố một câu là sau đó là 3 tháng sau là cha trời đóng cửa tòa soạn chúng nó, báo Việt Quýt gì đó, báo Việt Quýt của cái thằng gì đó, thằng gì mà, thằng gì đó, thằng báo Việt, Việt Quýt gì đó, biết đó. Đó, Hội đồng Công viên Việt Nam là đóng cửa tờ báo đó, đó. Điển của cha trời Giê-xu ra lệnh chúng bay phải, tụi bay là phải ăn năn sám hối, phải nhận lỗi, phải phải xin lỗi đàng hoàng, phải sám hối thì chúng bay mới được tha. Còn không nghe đó, tụi bay không thật sự sám hối, không nghe lời mà thánh giống dạy bảo thì Thượng Đế sẽ đóng cửa tờ báo tụi bay y chang. Tụi nó không nghe lời, 3 tháng sau Thượng Đế đóng cửa tòa soạn đó, tòa soạn Việt Quýt gì đó mà đồng bào biểu tình 10 năm mà chúng nó không dẹp được, nhưng mà thánh giống dẹp tụi nó bởi vì chúng nó dám xúc phạm đến Hội đồng Công viên Việt Nam và nhân loại do thánh giống lãnh đạo theo lệnh của cha trời Thượng Đế toàn năng. Rồi bây giờ đến đám cộng sản ở Việt Nam thì đó, mọi việc tôi đã trải ra lên bàn hết rồi đó, thì đồng bào phải làm một phần của mình, còn nếu mà đồng bào không làm thì tôi cũng vẫn làm việc thôi. Thì từ thời gian đến thời gian, Thượng Đế ban cho tôi có một vài người đếm đầu ngón tay phụ mình. Cách đây không lâu thì chị Kim Cúc, chị được cha trời rước về nghỉ ngơi. Rồi Hội đồng của Việt Nam mình cũng buồn lắm, bởi vì không có bao nhiêu người triệu triệu anh hùng chiến sĩ Trần Văn mà lúc nào cũng ở cùng tôi để làm việc, cha trời Giê-xu lúc nào cũng ở cùng tôi bảo vệ tôi, là hướng dẫn bảo vệ tôi làm việc, ông bà tổ tiên mình lúc nào cũng ở cùng tôi để làm việc. Còn về mặt bằng đó là về mặt siêu nhiên vô hình mắt thông thường trần tục nhìn không thấy đâu, còn về mặt hữu hình thì hầu hết là không ai đó, tại vì tôi không muốn là người nào mà gia nhập danh chính ngôn thuận là tụi cộng sản Việt Giang nó theo nó phá gia đình người ta, thấy không? Tụi Tàu Cộng theo nó phá gia đình người ta tan nát hết đó. Thành ra tôi không có muốn như bằng những tình trạng nó xảy ra cho ai hết đó. Thành ra tôi im lặng tôi làm việc. Và tuy nhiên thỉnh thoảng thì có cha trời lại ban cho có những người cái bằng đặc biệt á. Ví dụ như là có những người cha trời Thượng Đế đang ban cho để mà phụ giúp mình. Nhưng mà đếm đầu ngón tay thì ít lắm, vài người à, từ thời gian, từ lúc này, từ thời gian đến thời gian. Nhưng mà đến giai đoạn này thì nó bùng phát rồi, không còn cách nào khác ngoại trừ là phải gia nhập Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam để làm việc cùng thánh giống. Tôi là người đang lãnh đạo, tôi là thánh giống Việt Nam, tôi là vua Việt Nam, tôi nói điều lại hoài đồng bào không nghe gì hết, mệt quá. Thì làm việc cho nó nhanh hơn, mệt quá. Thì bây giờ nó phải làm việc một cách rầm rộ lên. Thì hai sấm lệnh quan trọng như vậy. Rồi bây giờ thêm sấm lệnh của Đức Thánh Trợ Đạo, Vân Lệnh Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là ban cho nhân loại nữa. Nhưng mà hai sấm lệnh quan trọng nhất là hai sấm lệnh mà Chúa Giê-xu ban cho đó. Rồi sấm lệnh mà Đức Thánh Trận Đạo ban cho đó, của cha trời ban cho, ra lệnh Đức Thánh Trận Đạo đến với tôi trong giấc ngủ thiền định, rồi mách bảo, yêu cầu tôi thông báo cho đồng bào được biết, đồng bào nhân loại luôn được biết. Thì tôi đã thông báo rồi. Thì bây giờ đồng bào phải làm đi chứ. Đó, còn cái đám mà đại diện các tôn giáo làm lành lãnh giữ, đại diện tôn giáo, quý vị xem xét 10 hình ảnh phép lạ như thế này, tôi trình bày như thế này, rõ ràng như thế này, mà quý vị chưa chịu mở con mắt tâm linh của quý vị để khiêm nhượng, để mà học hỏi, thì thôi quý vị mà từ chức mẹ đi, từ chức đừng có lãnh đạo tôn giáo vậy đó, nghe không?
quý vị sống bề ngoài quá. Những cái chức vụ quý vị do người đời gắn cho nhau. Bởi vì quý vị nhìn những hình ảnh phép lạ này mà quý vị không thấy gì hết. Thí dụ nha, quý vị hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trần Văn hiện ra như thế này mà quý vị không thấy gì hết. Quý vị nói hình gì mà hiện ra rõ vậy? Tôi muốn coi hình màu gốc. Là được chứ, muốn coi hình màu gốc. Cho hình coi hình màu gốc. Hình màu gốc đó rồi. Rồi quý vị muốn coi hình màu gốc quý vị. Được chứ, đây nè, hình màu gốc đấy. Đó. Hình Chúa Giêsu hình màu gốc nữa. Còn đây là hình màu đậm hơn. Quý vị nhìn hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu như thế này mà quý vị nhìn không ra thì thôi, quý vị mẹ lột cái áo nhà tu ra, nhất là mấy người Thiên Chúa giáo. Ngay cả giờ tất cả những người lãnh đạo các tôn giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Hòa hảo rồi cái gì đó, Hồi giáo rồi Do Thái giáo vậy, các cho quý vị biết luôn. Quý vị nhìn hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu như vậy mà quý vị không thấy thì thôi, quý vị cõi ấy, cõi mẹ cái áo nhà tu quý vị ra đi. Quý vị lột chức của quý vị ra đi, cái chức mẹ do người đời gắn cho nhau đó, tôn sùng với nhau đó. Chán lắm nghe không? Nhìn như vậy mà không thấy hình mặt Chúa Giêsu, nhìn như vậy mà không thấy hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trần Văn thì thôi, quý vị ngu chết mẹ. Để như tu hành giống đất gì đó. Chán quá. Đó. Thấy không? Rõ ràng mặt Chúa Giêsu vậy nhìn không thấy. Muốn màu gốc quá, đây nè màu gốc nè. Màu gốc. Màu gốc. Muốn màu đậm hơn, đây là màu đậm hơn nè. Chúa Giêsu đội mũ gai nè. Mũ gai là tội ác của nhân loại, đội đầu ngài đánh đập ngài xịt máu mắt luôn, mũi sưng môi dập luôn. Nhìn vậy mà không thấy thôi. Mẹ tôi bay cởi áo tu ra đi, nghe không? Chẳng đây tôi nói cho quý vị biết luôn, những người tu hành á, những người lãnh đạo các tôn giáo tu hành. Tôi đã được Cha Trời Thượng Đế toàn năng ra lệnh bảo tôi lãnh nhận thêm chức vụ đạo trưởng thế giới. Bắt đầu từ mùa Noel năm 2012, nghe không? Cha Trời Thượng Đế toàn năng đến với tôi trong giấc ngủ thiền định. Ngài đến, Ngài nói là con còn một chức vụ trọng trách rất là quan trọng nữa. Đó là đạo trưởng thế giới. Có nghĩa rằng là các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới cần nghe lời con hướng dẫn về hai phép lạ mới ta ban cho, cũng như về những hình ảnh phép lạ mà ta đã hiện ra trên mây, ta cho hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế sẽ xảy ra đúng thời hạn và sắp xảy ra. Các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới cần nghe lời con hướng dẫn, bởi vì ta trao chức đạo trưởng thế giới cho con. Sẵn đây tôi nói luôn nha, cho các nhà lãnh đạo trên thế giới tôn giáo đó, rồi cho các nhà lãnh đạo trên thế giới luôn, các người cần nghe lời tôi hướng dẫn về hai sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho và về những phép lạ vĩ đại mà Ngài đã cho hiện ra trên mây để cảnh báo cho tất cả mọi người trên quả địa cầu, và nhất là cảnh báo cho các nhà lãnh đạo trên thế giới được biết khẩn cấp. Và các người có bổn phận phải học hỏi và phải chấp hành. Dịch ra nhiều thứ tiếng cho nhiều người biết. Thánh giống mệt quá rồi. Bây giờ bước qua được qua ngày mới rồi, nó còn lục đục ở đây. Nguyên ngày hôm nay chưa ăn cơm chiều nữa. Rồi sáng ăn chén cơm, rồi trưa ăn chén cơm, ăn con chén à. Rồi tối chưa ăn gì hết, chiều cơm chiều chưa ăn đó. Bây giờ phải đi nghỉ về nghỉ ngơi. Rồi phải làm chương trình gì đó thì phải làm thôi. Đó, một phần đó. Ông thấy không? Nhớ chưa? Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp hành khẩn cấp liên lạc cho giáo hoàng bên Rome, linh mục Francisco đó nha, linh mục rất là tốt đó. Đồng bào nhớ chức linh mục là chức đặc biệt lắm. Hay là tất cả những cái chức mình, thí dụ như nè, nhà sư mà sư tu đàng hoàng á, tuyệt vời lắm, họ là con cái của Thượng Đế mà, gần Thượng Đế lắm. Hoặc là linh mục tu hành đàng hoàng, tuyệt vời. Mục sư tu hành đàng hoàng, tuyệt vời, nghe không? Hoặc là những người tu tại gia, tu hành đàng hoàng, tuyệt vời.
nhưng mà phải chấp hành lệnh của Thượng Đế, phải ước ao được học những bài học mới của Thượng Đế khi mà Ngài chọn ai cho ai đó để ban cho, và người đó có trọng trách phân phát lại cho quý vị, thì quý vị có bổn phận phải chào đón, phải nâng niu, phải khát khao được nhận lãnh những bài học mới của Thượng Đế ban cho. Mà Thượng Đế đã ban cho tôi và Thượng Đế đã lệnh tôi phân phát lại cho quý vị, để quý vị phân phát lại cho đồng đạo của quý vị. Thế mà bao nhiêu năm nay quý vị chưa bao giờ liên lạc với tôi, các nhà lãnh đạo, các tôn giáo trên thế giới. Các người tệ quá à. Mẹ, các người u mê vừa thôi, u mê quá, làm sao mà chịu nổi các người. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Việt Nam mình nghe không? Các người u mê vừa thôi, ngủ mê vừa thôi, ngủ mê quá làm sao chịu nổi. Tiếp tục ngủ mê như thế này, sau này các người sẽ bị nhốt chung với nhau, với những người thờ ơ vô trách nhiệm. Mẹ, chán lắm, chán vô cùng. Quý vị tiếp tục thờ ơ vô trách nhiệm, sau này quý vị sẽ không được lên lớp khi mà tận thế xảy ra. Những người nào mà vâng lệnh Thượng Đế đó, nghe không? Họ sẽ được Thượng Đế đem về sống cùng thế giới thiên loại. Còn những kẻ mà khinh thường hai sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế nè, và những phép lạ, đặc biệt là phép lạ mặt Chúa Giêsu hiện ra, có phép lạ đi chung đó, thì kể như sau này quý vị không được lên lớp, mà ngược lại quý vị sẽ bị nhốt chung với những kẻ thờ ơ vô trách nhiệm, khinh thường hai sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế, cũng như khinh thường khuôn mặt Chúa Giêsu có phép lạ đi chung. Rõ ràng như vậy nhìn không ra. Không muốn học hỏi thì thôi, bó tay, tôi chào thua. Nhưng mà tôi không có tuyệt vọng, tôi cầu xin, vẫn cầu xin, xin Cha Trời, Thượng Đế Toàn Năng là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, là Thiên Thượng đó, đứng vào Phật Thích Ca tôn thờ đó, là ai? Là ông Thiên, là ông Trời đó, là Cha Trời, Thượng Đế Toàn Năng, Cha Trời, Thượng Đế Toàn Năng ban cho quý vị thêm phần tĩnh tâm sáng suốt, siêng năng cần mẫn chấp hành sấm lệnh mới của Thượng Đế ban cho, để quý vị có dịp làm việc vĩ đại mà quý vị đã ước ao mong chờ suốt cuộc đời của quý vị. Đây là việc quan trọng nhất kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế, là thông báo hai sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho mà tôi đã trình bày thông báo bấy lâu nay, và thông báo trên dưới 10 phép lạ của Thượng Đế tỏ hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại. Nhất là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung, và hình ảnh sư tử nhà Chúa. Quan trọng nhất là khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung. Mỗi gia đình trong nhà cần có, cũng như những nơi trang nghiêm, những nơi làm việc chúng ta cần có hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu và hình ảnh sư tử nhà Chúa, nhá không? Bởi vì quỷ Sa-tăng bây giờ chúng nó ở khắp mọi nơi, và chỉ có Cha Trời Giêsu và sư tử nhà Chúa mới có thể đuổi bọn quỷ Sa-tăng ra khỏi đời sống chúng ta, cũng như ra khỏi quốc gia chúng ta. Nhớ chưa? Không còn thời giờ nữa, mệt rồi. Kính lại Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho phép con được nghỉ ngơi. Giờ này khuya quá rồi, con đói bụng quá rồi. Dạ, cũng xin chén cơm. Rồi, đủ rồi ha. Rồi.